Tập 8. Không sao chứ? Được rồi, được rồi. Buông ra đi. Thả xuống. Nhảy lên. Thả xuống đi. Không sao chứ? Không sao, về thôi. Giải tán, giải tán. Giải tán đi. Nè, chúng ta vào phòng uống trà, cho bớt sợ thôi. Trời, cái tên này. Nè, người ta đi rồi, còn nhìn gì nữa? Nè, 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 ba vị đại gia, hôm nay coi như vượt được ải này rồi, cảnh sát cũng đi rồi. Tiếp theo, chúng ta làm gì? Cậu quen thuộc ở Bắc Bình Hưng, cho cậu biết. Đi thôi. Nợ máu trả máu. Nợ máu trả máu. Hà Đông Minh vô tội. Hà Đông Minh vô tội. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Kìa, nghe tiếng hò hét của dân chúng đi. Hò hét cái gì chứ? Tốn công tốn sức vô ích. Nếu là tôi, cứ trực tiếp xông vào giết quách bọn Nhật đi. Cậu đừng nói vậy. Đánh trận là chuyện của quân nhân. Hơn nữa, nếu như không có họ, sợ rằng chúng ta cũng chẳng dễ trốn thoát. Nè, nói vậy, chúng ta không sao rồi hả? Tạm thời vậy thôi. Anh đó, nổ có một cái quặng than thôi mà gây biết bao nhiêu chuyện. Tôi phát hiện cứ gặp anh chẳng có chuyện gì tốt hết. Không bị nhốt vào tù thì bảo bối của tôi cũng bị đập. À đúng rồi, anh còn nợ tôi 200 đồng đại dương nha. Được rồi, được rồi, về nhà trả cậu. Không được, không được, trả liền. Tôi nói trả mà. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Nè, quay người lại, nhớ lên, quay lại. Mau lên, gì vậy? Người của đội hiến binh đến bắt chúng ta cho mày xem. Đừng nói không sao rồi chứ. Đội hiến binh khác với cảnh sát. Cảnh sát nghe lệnh của chính phủ. Đội hiến binh là quân nhân. Chúng không bận tâm những việc đó đâu. Chúng ta đứng im đi. Hứa Lão Khảm, bốn người kia, đi, đứng im, đuổi theo, nhảy lên, đuổi theo. Mở cửa, đây là nhà tôi. Nhà tôi có giao thiệp với cả quân đội và chính phủ. Người của đội hiến binh đến đây cũng không dám làm bừa. Chúng ta vào trong trốn trước. Mau, đừng để chúng chạy thoát. Mau mở cửa. Nhị thiếu gia, ngăn người của đội hiến binh lại. Dạ. Nè, 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 làm gì đó? Mau tránh ra, cho chúng tôi vào. Ngươi biết đây là đâu không? Nói cho ngươi biết, chỗ này là Hà Phủ. Ngươi muốn vào thì bảo trưởng quan của các ngươi đến đây, hỏi xem lão gia nhà ta có đồng ý hay không. Ngươi, cha, quỳ xuống. Còn biết sai chưa? Đại trưởng phu làm gì
cũng phải suy nghĩ trước sau, sắp xếp ổn thỏa. Con lại xử lý mọi việc hấp ta hấp tấp như vậy, chỉ có kẻ hữu dũng vô mưu mới làm như vậy. Đồng Minh, nhận lỗi với cha đi. Cha dạy đúng lắm, con biết sai rồi. Đứng lên. Nè, ba người các cậu đây là... Anh này là đại đội trưởng Thẩm. Nhờ có anh ấy con mới thoát được từ tay của bọn giặc. Chính vì vậy mà hiện nay anh ấy đang bị quân hiến binh truy bắt. Lão gia, hân hạnh. Đây là trại chủ Ung, từng đến đây rồi. Còn đây là Hứa Lão Khảm. Chào lão gia. Hân hạnh, hân hạnh. Về đi, dặn người chuẩn bị tiệc rượu tiếp đại các khách quý. Dạ. Nè cha, người của đội hiến binh đang ở cửa đó, làm sao để đuổi đây? Con cũng có máu mặt dữ ha. Cục cảnh sát vừa đi, đội hiến binh đã đến trực cửa. Mau đi dùng bữa với khách đi, chuyện còn lại cha sẽ giải quyết cho. Dạ, hay quá ha. Mời mọi người. Làm phiền rồi. Ăn cơm trước đã. Cha, cha gọi con. Phía chính phủ có tin tức gì chưa? Liên quan đến chuyện đồng minh cho nội mẫu hoàng, chính phủ vẫn đang thương nghị với lại người Nhật. Chưa có kết quả quyết định thế nào phía bên hiến binh. Con đã hỏi thăm rồi, nhưng người của bộ tư lệnh nói việc này vô cùng quan trọng, phải đợi chỉ thị của quý viên trưởng Hà. Họ hứa là không đến nước bắt buộc thì sẽ không vào hào phủ bắt người, nhưng cũng không thể dễ dàng tha cho bốn người nhóm đồng minh được. Xem ra bây giờ phải xoa dịu đội hiến binh đã, tiếp đón họ cho thật chu đáo, nhất định phải kiềm được họ. Cha yên tâm đi, việc này con đã dặn dò kỹ lưỡng rồi. Cho bắt bốn đứa chúng nó là chuyện sớm muộn mà thôi, phải mau đưa chúng ra khỏi đây. Làm theo kế hoạch ban đầu, mau chóng cho đồng minh thành thân, rồi dẫn theo vợ đến Nam Kinh, để nó biết được mùi vị nuôi gia đình là như thế nào. Cha, con cũng nghĩ giống như cha vậy. Con sẽ viết thư cho Khang tiên sinh để cho đồng minh mang theo. Như vậy lúc đến Nam Kinh cũng có người giúp đỡ. Con còn suy nghĩ chu đáo hơn cha nữa. Được rồi, con lo liệu đi. Vậy con bàn bạc thêm với lại đồng minh về việc này nha. Không cần, quyết định luôn đi. Được, vậy con về đây. Anh à, có chuyện gì vậy? Anh không biết phải nói cậu thế nào nữa. Cậu thật sự tưởng mình đang vô sự rồi sao? Phải, là lỗi của em. Nhưng em vốn dĩ đã tính toán kỹ rồi. Ai mà biết lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dây thuốc nổ đó lại hụt mất 10 mét, nếu không đã không bị bọn giặc phát hiện. Còn nữa, em cũng không biết trại chủ Uông đúng lúc dẫn theo anh em đi cướp đồ của bọn Nhật. Quá trùng hợp luôn. Đồng Minh à, cậu thật sự ngẫm nghĩ lại đi. Chỉ vì muốn trút giận mà gây ra chuyện rắc rối như vậy, có đáng không? Đáng chứ, tất nhiên đáng rồi. Ít nhất chúng ta phải để bọn giặc biết được người Trung Quốc chúng ta không dễ bắt nạt. Vậy thì đã sao đây? Bọn giặc vẫn chiếm lấy được mỏ quặng đó thôi, khác hẳn nhau. Ít nhất chúng ta biết được vẫn còn rất nhiều người đang ủng hộ chúng ta. Bọn giặc chiếm lĩnh đất nước ta, chính phủ không chống đối, người dân dùng nén phẫn nộ đã lâu nhưng lại không dám thốt nên lời. Vụ nổ lần này em gây đã khơi dậy được sự phẫn nộ trong lòng người dân. Xem sau này chính phủ còn dám thỏa hiệp với lại người Nhật hay không. Đồng Minh à, cậu phải hiểu rõ, người dân chỉ mới đi diễu hành thị uy mà thôi.
chính phủ sẽ không vì vậy mà cường mạnh hơn, người Nhật cũng không vì vậy mà dừng xâm chiếm Trung Quốc, thu quân về nước đâu. Quốc lực yếu kém, cưỡng ép phản kháng không khác gì tự sát. Cục diện trước mắt, cần nghĩ cách bảo vệ mới là điều quan trọng nhất đây nè. Quân Nhật đã dí súng lên đầu chúng ta rồi, mà còn phải lùi bước về sau sao? Cứ lùi mãi sẽ rơi xuống biển đó. Vậy thì cũng phải nhịn, sống mới có hy vọng. Sống như một con dế hả? Hôm nay anh đến không phải để tranh luận với cậu những việc này. Anh đến để nói cậu biết, ngày mai chuẩn bị kết hôn, sau đó lập tức đến Nam Kinh. Sao hai người vẫn còn chấp niệm việc này vậy? Việc này vốn đã bàn bạc xong xuôi, tại cậu không nghe lời thôi mới xảy ra chuyện lớn vậy đó. Tôi nói cậu biết này Đông Minh, lần này cậu tuyệt đối đừng bỏ trốn. Người của đội hiến binh còn đang canh ở cửa kìa. Cậu mà ra ngoài thì không về được nữa đâu. Không biết khi nào mới lớn được nữa. À đó, nhị thiếu gia, Đổng đại ca. Nhìn kìa, ngoài cổng trang trí đẹp quá. Cả bên này nữa. Nhìn đi. Con gái, hãy nghĩ đến con phải đi lấy chồng xa nhà, là mẹ lại xót xa, không nỡ rời xa. Mẹ à, nhưng mà cũng may trong nhị thiếu gia cũng là người chững chạc. Chỉ không biết cậu ấy có biết thương yêu người khác hay là không. Chào Dương gia. Kurotori tiên sinh, đi về phòng. Anh đây là hôm nay con gái xuất giá. Xuất giá sao? Vậy phải chúc mừng anh rồi. Đa tạ đa tạ. Mời. Mời ngồi mời ngồi. Mời ngồi. Người đâu? Dân trà. Kurotori tiên sinh, anh đại giá quang lâm như vậy, có phải đã quyết định việc tôi đi Mãn Châu rồi hay không? Vẫn muốn đi Quảng Châu sao? Tôi hỏi anh này Dương gia, mấy hôm trước chính phủ Trung Phương đang truy bắt tội phạm Hà Đông Minh giao cho phía Nhật, đuổi theo đến phủ thì bị tiểu thư nhà ông ra mặt cứu giúp. Có việc này không? Này Dương gia, nếu thật sự muốn được đến Mãn Châu thì chắc hẳn anh hiểu chúng ta mới cùng một trận doanh. Nhật Mãn phải đồng lòng đồng sức, cùng tận trung với thiên hoàng. Anh hãy nhớ kỹ điểm này. Tất nhiên tất nhiên. Nè mời. Kurotori tiên sinh, anh bớt giận đã. Tiểu nữ nhất thời hồ đồ một chút thôi mà. Tôi đã phạt nặng con bé rồi. Đừng đùng đẩy chuyện lên người con gái của anh.
Nại Dương gia, tôi nói thật với anh một câu, lần sau tốt nhất biết thân biết phận, mà đừng gây ra chuyện ảnh hưởng tới lợi ích phía Nhật nữa. Nếu không, chuyện anh muốn bắt tiến nhận tước, tôi thấy nên dẹp thôi. Dù sao hoàng thân quốc thích như anh đây, ở Bắc Bình này có đầy. Từ đô tô đi tiên sinh, anh bớt giận cái đã. Anh nghe tôi nói đi. Nè tiên sinh, nè dừng bước đi. Coi kìa, trà còn chưa kịp uống thì đã đi rồi. Phải rồi, Nại Dương gia, hôm nay tiểu thư thành hôn, chắc hẳn tôi cũng nên ở lại uống chén rượu mừng. Tân Lan là nhị thiếu gia nhà tôi, Hà Đông Minh. À tiên sinh nè, Hà Đông Minh. À tiên sinh, việc này anh cũng phải nghe tôi giải thích. Hà gia ức hiếp người quá đáng, đòi cưới bằng được con gái tôi. Tôi Tâm Nhi, đại thiếu gia, chuẩn bị xong kiệu chưa? Đầy đủ rồi, đang đợi ở cửa. Yên tâm đi, tốt lắm. Cậu bảo phòng bếp bày mấy bàn tiệc ngoài sân đi, tôi sẽ gọi người của ca phủ cùng chung vui. Dạ, thưa thiếu gia. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Được. Đại thiếu gia, ừ. Cao lên. Đại thiếu gia, cẩn thận đó, treo chính giữa. Đại thiếu gia, nhanh tay lên. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia, Đồng Minh. Đại thiếu gia. Đồng Minh. Đồng Minh. Đại thiếu gia. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, đa tạ, đa tạ. Xong chưa? Ra rồi kìa. Nhìn kìa, nhìn kìa. Trông cũng có tinh thần ghê ha. Nhị thiếu gia, chúc mừng anh. Tôi xin các anh đó, đừng chúc mừng tôi nữa. Được rồi, Đồng Minh à, ra dán Tân Lan rồi. Đại ca, đã là lúc nào rồi? Em làm gì có tâm trạng thành hôn? Em bị cái gì nữa đây? Anh nói em biết, trên dưới phủ biết bao nhiêu người luôn tay luôn chân chuẩn bị cho đám cưới của em. Nhìn xem, vừa lòng chưa? Đại ca, anh hãy nói cha giúp cho em đi, đừng cưới xin gì nữa. Em khó chịu quá trời à. Tháo ra, Đồng Minh. Nè, chuyện này quyết định rồi mà. Cái thằng nhóc này hại chết biết bao nhiêu huynh đệ của tôi, mà còn mặt mũi thành thân nữa. Tôi nghĩ tâm tư vị thiếu gia không hề xấu. Anh cũng nghe thấy đó, thành hôn không phải ý của cậu ấy. Thấu hiểu một chút đi. Hà Tử Sương, nhà Thông gia. Thông gia, không kết hôn nữa đâu. Không kết hôn được nữa. Nại Dương gia, sao vậy? Hai vị thiếu gia, thật sự xin lỗi. Mối hôn sự này phải bỏ thôi. Tại sao? Con gái tôi bị cư Rotori đưa đi rồi. Hả? Cư Rotori của tôi? Phải. Nhưng là sao? Tại sao vậy? Tại sao hả? Vì con bé cứu bốn người các cậu đó, chạy đến tận nơi ăn nói bậy bạ, chọc giận cư Rotori, khiến hắn nắm được thóp. Nghe nói hôm nay hai đứa kết hôn, đã bắt luôn phu nhân và con gái tôi. Tôi mới vội vàng đến đây nói cho nhà cậu biết đừng đợi nữa, không thành hôn được nữa đâu. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Cáo từ. Hôm nào đó tôi sẽ trả xin lễ về nha. Cáo từ. Nè, cứ Rotori đưa Lan Hình đi đâu vậy? Anh Hoa xã. Ở anh Hoa xã đó nha. Xin lỗi. Cứ Rotori này là ai vậy? Chính là người chiếm đoạt mỏ quặng nhà tôi, một tên người Nhật. Khi nào mới được ra ngoài đây? Mẹ, mẹ đừng sợ mà. Cứ Rotori, anh không có quyền can dự vào tự do của chúng tôi. Mau thả chúng tôi ra. Lan Hình tiểu thư, cô đừng tức giận. Cha cô đã đồng ý đến Mãn Châu quốc nhận tước.
Nhà cô là người của Mãn Châu Quốc rồi, tất nhiên là tôi có quyền can dự vào vấn đề cá nhân của cô. Cái Mãn Châu Quốc trong miệng của anh chẳng qua là con rối chính phủ dưới trướng người Nhật. Tôi ở đây tuy sống không sung túc nhưng rất được tự do, được sống có tôn nghiêm. Nếu đến Mãn Châu Quốc của các anh, sợ rằng sẽ mất hết những thứ đó. Huống hồ người có đầu óc đều hiểu rõ, muốn khôi phục Đại Thanh đã diệt vong hơn 20 năm, chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Lịch sử sẽ không quay lại. Chỉ cần có sự giúp đỡ của đế quốc Nhật Bản chúng tôi, việc gì cũng có thể. Anh nghe đây, tôi là một người Trung Quốc, tôi sẽ không đầu hàng người Nhật, càng không làm hãng vàng bán nước cầu Vinh. Lan Hinh cô nương, quả từ miệng mà ra đó nha. Lan Hinh, nói ít thôi. Kurotori, rốt cuộc khi nào anh mới thả chúng tôi đi? Na phu nhân đừng sợ, bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Tôi không hề có ác ý với lại hai người, ngược lại, tôi đến để giúp hai người. Hà Đông bên kia đã nổ tung mỏ quặng của chúng tôi, giết hại quân nhân Hoàng quân Nhật Bản, giờ bị chúng tôi liệt vào danh sách tội phạm kháng Nhật nguy hiểm. Tôi không biết chính phủ Trung Quốc xử lý thế nào, nhưng đế quốc Nhật Bản chúng tôi sẽ tiến hành trừng phạt nghiêm minh với anh ta. Giờ Lan Hinh tiểu thư kết hôn với lại anh ta, chẳng phải sẽ bị liên lụy sao? Kurotori, rõ ràng là anh chiếm lấy mẫu quặng của Hà gia, anh còn mặt mũi nói vậy sao? Từ miệng của anh thoát ra, đột nhiên trở thành kẻ bị hại. Lan Hinh tiểu thư, cô phải hiểu rõ một điều, đế quốc Nhật Bản chúng tôi vì muốn liên thủ toàn bộ kẻ có chí tại Đông Á, gây dựng nên khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Chúng tôi không phải đến để xâm lược, mà đến để giúp nước cô hướng tới văn minh và tiến bộ. Kurotori, dù anh có nói đẹp đẽ như thế nào, tôi cũng chỉ tin sự thật. Các anh xâm chiếm 3 tỉnh phía đông chúng tôi là sự thật. Các anh dùng vũ lực đánh vào Trường Thành, tàn sát người Trung Quốc chúng tôi cũng là sự thật. Nay anh bắt cóc mẹ con tôi đến nơi này, can thiệp vào tự do cuộc đời chúng tôi cũng vẫn là sự thật. Đứng trước sự thật, cho dù anh nói qua Mỹ đến đâu cũng không thể nào che giấu được bộ mặt buồn nôn của các anh. Ngay từ lần đầu gặp Na Lạp Lan Hinh, Kurotori đã bị cô ấy thu hút, có thể nói là đã thích cô ấy rồi. Hắn quyết tâm nghĩ mọi cách khiến cho Na Lạp Lan Hinh thích mình. Nhưng với kẻ trưởng thành dưới chủ nghĩa quân quốc như anh ta, tâm lý vốn đã dằn dẹo nghiêm trọng, đã quen dùng thủ đoạn chinh phục để đạt được thứ mình muốn. Cho nên hắn muốn dùng cách riêng của mình để mà chinh phục cô gái không hề để anh ta trong mắt này. Xem ra hôn sự này phải dẹp thôi. Duyên phận của con và Lan Hinh cô nương đã hết rồi. Vậy thì bỏ hôn sự này, chúng ta vẫn làm theo kế hoạch cũ. Sáng sớm mai A Tài và Triệu Thúc sẽ đưa con đến Nam Kinh. Không được. Cha, con không thể đi như vậy được. Việc này không liên quan đến chuyện con kết hôn hay không. Lan Hinh vì cứu con mà bị Kurotori bắt đi, con phải đưa cô ấy về con mới yên tâm. Bây giờ người Nhật vẫn còn phải nhờ giả Na Dương gia, hơn nữa còn phải suy nghĩ đến việc không ông ta làm Dương gia nữa kìa. Với tình hình này, Kurotori không dám làm gì Lan Hinh cô nương đâu. Đó chỉ là suy đoán của Hà lão gia thôi. Không tận mắt nhìn thấy thì chẳng ai yên tâm được. Tôi không quan tâm mọi người có đi không, tôi đây chắc chắn sẽ gặp Kurotori đó. Lan Hinh cô nương có ơn với tôi nhất định phải trả ơn. Được. Cô nghệ sĩ à, đó là quyết định của cậu, cậu cứ tự nhiên. Tôi đi xem thử. Đi hết rồi hả? Bất lịch sử quá trời. Hà lão gia, tôi cũng đi xem nha. Được rồi, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Sáng sớm mai phải đi rồi, nhanh đi. A Tài, hầu hạ lão gia nghỉ ngơi. Sáng sớm mai tiễn 3 người bọn họ đi. Dạ. Đang nghĩ gì đó? Mau về ngủ đi.
Lăng Hình tiểu thư, có biết hậu quả khi đối đầu với lại tôi không? Cùng lắm là chết thôi. Cô không sợ chết sao? Nếu không thể sống như con người thì chết có gì đáng sợ? Nói hay lắm. Nhưng tuổi đời của cô còn quá trẻ, chưa hiểu hết về thế giới này được. Chết khi còn trẻ như vậy, há chẳng phải coi thường mạng sống? Chính vì tôn trọng mạng sống, tôi mới biết sống phải có ý nghĩa. Nếu mà một người đến cuộc đời mình cũng không thể nắm giữ, không có chút tự do nào, thì thà chết còn hơn. Bắt đầu từ hôm nay, từ khoảnh khắc này, mẹ con cô sẽ ở đây cho đến khi tôi sắp xếp cho mẹ con cô đến Mãn Châu. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tốt nhất cô nên đồng ý. Tôi không muốn quan hệ của chúng ta xấu đi. Trông coi họ. Dạ. Phải làm sao đây? Mẹ, mẹ đừng sợ. Mẹ. Rốt cuộc anh có đi hay không? Dứt khoát lên đi. Tôi, đội trưởng Thẩm, tôi biết con người anh rồi. Chúng ta không phải một loại người. Anh tốt nghiệp trường quân đội, nhờ chiến tích được lên làm đội trưởng. Huynh đệ chúng tôi thì tìm đến nhau vì tình nghĩa. Tôi nói anh biết, Uông Triều Tuệ tôi sở dĩ có thể trở thành trại chủ của sân trại là nhờ tôi coi chữ tình lớn hơn trời đó. Đến tình cảm anh em tôi còn không muốn mắc nợ, lẽ nào lại nợ ơn nghĩa người ngoài? Hôm nay tôi không yêu cầu anh đi cùng tôi, nhưng mà tôi, Uông trại chủ, tôi mong anh làm việc đừng kích động như vậy. Người của đội hiến binh đang canh giữ bên ngoài. Anh ra ngoài sao đây? Thì giết hết. Người của đội hiến binh chỉ biết ăn thôi sao? Sao tôi có cảm giác như anh đang muốn xả giận với người Hà Phủ vậy? Họ làm như vậy không giận được sao? Nhưng anh yên tâm, tôi đi tìm Kurotori không phải là để hơn thua với anh ta. Thứ nhất, tôi phải báo đáp ân nghĩa của Lan Hình cô nương. Thứ hai, tôi phải báo thù cho anh em của mình. Họ đều chết dưới họng súng của quân Nhật đó. Nói hay lắm, Uông trại chủ. Ý gì đây? Vốn dĩ tôi định một mình đi cứu Lan Hình, nhưng mà nghe được anh nói những câu đầy nghĩa khí như vậy, thêm một họng súng, thêm một phần an toàn, thôi khỏi, đừng ảo tưởng nữa. Tôi không giúp anh đâu. Tôi biết, nhưng mục đích của chúng ta giống nhau. Vậy của anh đâu? Tôi chuẩn bị hết rồi. Đội trưởng Thẩm, tôi đi cùng các cậu. Vì tôi cũng là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng tôi lại là một quân nhân. Trước nay luôn luôn hành động theo lệnh của cấp trên. Mà bây giờ tôi đã bị quân đội gạch tên rồi, hình như không cần bận tâm nhiều như vậy nữa. Sảng khoái. Nè, gì chứ? Còn anh, tôi chắc chắn khỏi đi thì hơn ha. Anh cũng thấy đó, tôi tay chân vụng về, có đi cũng chỉ vướng thêm thôi. Tôi cứ ở nhà nhị thiếu gia thì hơn ha. Đi theo tôi. Căn phòng trên tầng 2 kia có bóng người qua lại, chắc hẳn ở trong đó. Nhưng mà tôi nghĩ
Nếu Kuratori đã để phái điểm đến thông báo cho anh tin tức Lan Hinh cô nương bị đưa đi, chắc chắn hắn đã đoán được chúng ta hôm nay sẽ đến cứu người, chắc chắn sẽ có phòng bị trước. Sợ gì chứ? Cùng lắm là quyết chiến thôi. Chúng ta đến cứu người, cố gắng đừng đánh động đến chúng. Về đi. Tôi và Uông huynh đệ yểm hộ cậu. Cậu vào trong cứu người, đi nhanh về nhanh. Cách cách, phu nhân, ăn cơm thôi. Đi. Dạ. Đông Minh, tôi biết anh sẽ đến mà. Lan Hinh, ông bà gái, mau đi thôi. Cô già, đưa Lan Hinh đi đi. Đi càng xa càng tốt, đừng để cho đám người Nhật bắt lại nha. Vậy bác và dưỡng gia thì sao? Lão hồ đồ đó cứ cố chấp làm dưỡng gia, tôi đi đâu được chứ? Hãy đưa Lan Hinh đi đi, chăm sóc tốt cho con bé. Không được mẹ. Mẹ, con không thể bỏ mẹ lại. Con đi đi, nhanh lên. Đi đi. Lan Hinh, mình đi thôi. Mẹ, đi đi. Đông Minh, không ngờ mày lại đến thật. Tao đã bày thập diện mai phục ở xã Hoa Đào này rồi, hôm nay mày không thoát được đâu. Cả hai người bạn kia của ngươi ở chung cho vui. Đông Minh, anh biết không, anh trúng kế của Kuratori rồi. Hắn bắt em đến đây chính là để dụ anh đến đó. Anh mau đi đi. Không được, có đi cùng đi. Hôm nay anh đến đây là để cứu em ra ngoài. Không được, nơi này đã bị bao vây hết rồi. Anh dẫn em theo sẽ không ra ngoài được đâu. Sợ gì chứ? Cùng lắm anh sẽ cá chết lưới rách với lại Kuratori. Anh ngốc thiệt đó. Như vậy anh sẽ hại chết bạn mình. Đông Minh à, anh nghe em nói. Giờ em không thể đi cùng anh được. Cha mẹ em còn trong tay chúng. Nếu em đi cùng với anh, chúng nhất định sẽ ra tay độc ác với cha mẹ của em. Mục đích của chúng không phải là em, mà chính là anh. Chỉ cần chúng không bắt được anh, em sẽ không làm sao đâu. Đi nhanh đi. Nghe lời em đi Đông Minh. Mau đi đi. Đi nhanh. Đi đi. Mau lên đi. Hết đạn rồi. Tôi cũng hết đạn rồi. Xông lên. Không được để tên nào sống sót. Đó. Xin lỗi hai người, bị tôi liên lụy rồi. Chúng tôi tự nguyện mà.
Nhị gia, đi đi, chúng tôi yểm hộ. Đi, đi. Rút. Đuổi theo. Đồng minh, đồng minh, dậy đi. Đồng minh, lục soát, mau. Nhanh. Vị trưởng quan này, làm sao vậy? Đại thiếu gia, ngại quá. Đêm qua vị thiếu gia nhà anh cùng với Thẩm Gia Lương và tên trại chủ sân trại kia tập kích xã Hoa Đào của trạm Bắc Bình Nhật Bản. Chưa nói đến bắn chết bao nhiêu người mà còn đốt rụi cả xã quán người ta. Đây là lệnh bắt giữ. Vị trưởng quan này, anh đùa hơi quá rồi đó. Em trai tôi cả đêm vẫn ngủ ở trong phòng kìa, sao có thể đốt xã quán của người Nhật được chứ? Anh không tin thì để tôi gọi nó ra đây. Được. Đồng minh, đồng minh. Cuộc sống của người có tiền đúng là sảng khoái thiệt. Nè cậu, mau đưa cơm sáng qua đây cho tôi đi. Anh còn ăn gì nữa? Trước diện đang đại hiến binh kìa, đến lục soát bắt anh đó. Cái gì? Nè, sao vậy chứ? Sao, người đâu? Vị trưởng quan này, chờ đã. Hôm qua nó đã bảo với tôi là đi ngủ rồi. Mà chẳng phải các anh giữ ngoài cửa đó sao? Lục soát cả ba người kia nữa, không được để lọt ai. Thấy kẻ nào bắn kẻ đó. Rõ. Xem ra người này vẫn chưa đi được xa đâu. Túi tiền vẫn còn ấm đây. Lục soát tiếp. Dạ. Đang đợi người đó. Đi. Chào hỏi trước không được sao? Nhị gia, anh đúng là thần cơ dự toán mà. Họ đến rồi kìa. Nhị gia, nhị gia, nhị gia. Sao vậy? Sao các cậu đều ở đây? Anh không biết hành động của nhị gia hôm qua hả? Tưởng anh đi cứu Lăng Hinh cô nương mà, sao lại chạy đến đây? Người cô đội hiến binh xông vào nhà tìm tôi chứ gì? Tất nhiên rồi, may mà anh có tầm nhìn xa trông rộng, nói cho tôi biết cái đường hầm đó, không là tôi xong đời rồi. Thiệt là đáng tiếc mà, tôi bỏ quên 200 đồng đại dương ở trong phòng luôn rồi kìa, quên không cầm theo. Đã quên ở nhà tôi thì tôi sẽ lo, sau này tôi sẽ trả lại cho anh. Thật sao? Vậy thì cứu được mạng nghèo này của tôi rồi nha. Mọi người đều ở đây đông đủ hết rồi, vậy thì mau bàn luận xem tiếp theo phải làm gì đây. Quay về để xử tên người Nhật kia hay là cao bay xa chạy đây?
Đêm qua chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, tôi đoán bây giờ cảnh sát toàn thành bắt đầu lùng sục chúng ta rồi. Người của chính phủ vốn dĩ không đáng tin, chỉ làm việc cho bọn giặc. Tôi đã nói với anh rồi mà anh không nghe, bây giờ hối hận rồi chứ gì. Theo tôi thấy, hay vậy đi, mọi người về sân trại với tôi. Uông Triệu Lam tôi sẽ nhận hết mọi người. Từ nay không ai quản lý chúng ta nữa. Muốn đánh giặc thế nào thì cứ đánh giặc thế đấy, có được không? Gặp được Lan Hinh cô nương chưa? Dạ, dạ chưa. Vị thiếu gia, yên tâm đi, phái Điềm Thần Dương đã quyết định dựa dẫm vào người Nhật. Cứ Rotori sẽ không làm gì họ đâu. Dù sao cũng đang là lúc người Nhật đối đãi tốt với Hán Giang. Lan Hinh cô nương không phải là Hán Giang, tôi biết chứ. Nhưng mà cứ Rotori đang bắt giữ cha mẹ cô ấy, anh nghĩ người ta biết làm thế nào hả? Cho nên vị thiếu gia nè, anh vẫn nên nghĩ thoáng một chút. Tôi nghĩ mối hôn sự này của anh